Nhiều anh chị đang băn khoăn là tại sao đeo kính mới thì cũng bị mờ và đeo kính cũ cũng bị mờ. Rồi, vấn đề đầu tiên anh chị sẽ thấy là đeo kính vẫn bị mờ. Thế tại sao lại mờ? Vài điều anh chị lưu ý ở đây. Một, anh chị ơi, hãy xem lại kính của mình là kính cũ hay kính mới. Nếu kính mới chúng ta để qua một bên, kính cũ chúng ta sẽ để qua một bên. Bây giờ nói về kính cũ nha. Kính cũ nếu bị mờ thì đâu đó chúng ta hãy liên tưởng đến tang độ đang bị đến với anh chị. Rồi, ý thứ hai nữa là nếu mà nó bị chảy xước quá thì nó cũng sẽ bị mờ, đúng không ạ? Thì chúng ta kiểm tra lại coi nó có bị chảy xước hay không. Rồi, cái thứ ba nữa chúng ta xem coi cái kính chúng ta đang đeo có bị đè cấn lên hay không, nó bị méo, nó bị lệch, nó cũng sẽ bị mờ, đúng không ạ? Rồi, ý kiến thứ tư anh chị sẽ thấy rằng wow, xem coi nó có bám cái gì ở trên bề mặt của chiếc kính hay không. Đôi khi nó bám hơi nước, đôi khi nó bám một cái vật bẩn, đôi khi đó chúng ta đi ngang qua khu vực nào dầu mỡ nhiều, nó bám nhiều nó cũng sẽ bị mờ. Rồi, nếu mà chúng ta kiểm tra cái kính cũ mà hoàn toàn không có vấn đề gì thì chúng ta kiểm tra lại mắt của chúng ta có vấn đề gì không. Nếu muốn kiểm tra mắt thì chúng ta cần phải đến chuyên môn, đến bác sĩ, đến trung tâm mắt kính để kiểm tra, đúng không ạ? Rồi, nếu mà còn kính mới thì sao? Kính mới chúng ta sẽ coi như này, bị mờ thì chúng ta mới đi đo kính đeo vào vẫn bị mờ, coi lại một là kính có đúng độ hay không, tăng độ nó cũng mờ ít, mà giảm độ thì nó mờ nhiều. Nếu mà anh chị đang giảm độ thì nó mờ nhiều. Rồi, cái độ kính mới nó có độ loạn, thế là đeo ráp kính rồi nó có chính xác hay không, nó lệch nó cũng bị mờ. Rồi, xem cái kính cân chỉnh nó có ngay chưa ngay nó cũng bị mờ. Rồi, chúng ta khắc phục bằng cách nào anh chị ơi? Trong trường hợp này rất là dễ, đơn giản lắm, anh chị kiểm tra lại những cái gì tôi chia sẻ, bị chỗ nào ta điều chỉnh chỗ đấy. Khi mà chúng ta điều chỉnh rồi thì mắt đeo rất là khỏe, rất là nhẹ và rất là sáng. Đấy, nên chúng ta cần phải đến chuyên môn, đến những trung tâm để hỗ trợ cho chúng ta điều này, đúng không ạ? Nó rất là đơn giản.